Focus RC2 Test 5. Câu 147 đến câu 148 đây là một cái notice thông báo ha. Câu 147, điều gì được đề cập, được nhắc đến về Professor, giáo sư Amater, và từ khóa chính là cái tên riêng này phải không nào? Sẽ bán trước những câu A. Ông ấy dạy học trong lĩnh vực về Economics, kinh tế học. Câu B, ông ấy sẽ di chuyển đến Latin America. Câu C, ông ấy làm việc cho Government, chính phủ. Câu D, ông ấy đã học trường ở Thái Lan. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem từ khóa là Professor Amater đang ở vị trí nào em nhé. Rồi từ đầu luôn nào. Ở đây form em đọc câu này thử nha. Giáo sư Amater là một instructor, là giảng viên đấy em, là một giảng viên của Economics, ngành kinh tế học tại trường đại học Caracas. Vậy thì em xem nè, giáo sư Amater là một giảng viên ngành kinh tế học tại trường đại học này. Vậy đáp án là câu nào về em? À câu A phải không? Là ông ấy dạy trong cái lĩnh vực về kinh tế học ha, đáp án là câu A. Câu 148, điều gì không được nêu lên như là một cái activity, một cái hoạt động đã được lên kế hoạch trong cái invitation, cái thư mời. Đó là dạng câu hỏi loại trừ mình đọc vào từng đáp án anh nha. Câu A trước nào. Một cái meal, một cái bữa ăn, sit down là ngồi đấy em. Có nghĩa là khi tham gia bữa ăn này thì người ta sẽ ngồi tại bàn ăn ha, và không có di chuyển. Nó khác với lại buffet là mình đứng, mình di chuyển, mình lấy thức ăn. Còn cái bữa ăn này là ngồi tại bàn ha. Ok, vậy từ khóa là meal, phải không nào, em giờ xem có không. Giờ tiếp nha. Ở đây có từ dinner là bữa ăn tối nè, em đọc câu này thử nha. The event, cái sự kiện á, thì sẽ consist of, bao gồm một cái presentation, một cái bài diễn thuyết, một cái bài thuyết trình dài một tiếng, được theo sau bởi một cái bữa ăn tối. Có nghĩa là sau bài thuyết trình sẽ là một cái bữa ăn tối nè. Vậy là có nhắc tới bữa ăn phải không nào? Mặc dù mình không biết là bữa ăn ngồi tại bàn ăn hay là bữa ăn buffet, nhưng mà có nhắc tới bữa ăn. Vậy tạm thời là câu A là có đi ha. Rồi, giờ tiếp câu B nha. Câu B là một cái lecture, một cái bài diễn thuyết dài một tiếng đồng hồ, có không? Có phải không nào? Lúc nãy mình thấy rồi đây nè. One hour presentation. Vậy là câu B của nó đến nè em. Rồi tiếp nha câu C. Một cái sự kiện ký tặng sách. Em dò xem có sự kiện ký tặng sách hay không. Dòng này không có phải không nào? Tiếp theo. Cũng không có luôn. Tiếp theo. Cũng không có luôn. Ở đây cũng không có ha. Rồi đoạn cuối đi em xem có sự kiện ký tặng sách hay không. Không có phải không nào? Vậy là câu C là không thể nhắc đến nữa nè. Rồi mình giải tiếp câu đi cho chắc nha em nha. Câu đi là gì đây? Cái opportunity, cái cơ hội để mà interaction, để mà tương tác, giao lưu với nhau, em giờ xem có không. Ở đây có từ networking, có nghĩa là giao lưu đấy em. Và một cái hoạt động giao lưu có nghĩa là sau cái bài thuyết trình dài một tiếng đồng hồ là một cái bữa ăn tối và một cái hoạt động networking, giao lưu, tương tác với nhau, làm quen với nhau. Vậy là câu đi có đề cập luôn phải không em? Vậy đáp án chắc chắn là câu nào rồi? À, câu C là hoàn toàn không có đề cập ha. Ok. Sau cùng hệ thống là những từ rất quan trọng trong bài này các em nhé. Đầu tiên mình có từ seminar, có nghĩa là hội thảo ha. Bạn được invite, bạn được mời đến tham dự cái hội thảo về chủ đề strengthening. Động từ strengthen có nghĩa là tăng cường hay là củng cố ha. Strengthen, tăng cường hoặc là củng cố. Tiếp theo mình có từ regional, có nghĩa là vùng hoặc là địa phương đấy em. Tie vừa là động từ vừa là danh từ ha. Động từ có nghĩa là buộc, thắt hoặc là cột. Còn danh từ có nghĩa là dây buộc, hoặc có nghĩa là cái sự ràng buộc hay là mối quan hệ đấy em. Và ở đây là danh từ có nghĩa là mối quan hệ ha. Quý vị lại câu này nha. Bạn được mời đến tham dự cái seminar, cái hội thảo về chủ đề tăng cường, củng cố những cái mối quan hệ ở trong vùng, ở khu vực, cùng với professor là giáo sư đấy. Professor, giáo sư ha. Cùng với giáo sư Bernardo Amater từ 6 giờ đến 9 giờ tối ngày 13 tháng 10 tại Đại học Hoàng gia Thái Lan. Professor, giáo sư Amater là một instructor, có nghĩa là giảng viên đấy. Người hướng dẫn hay là giảng viên ha. Instructor là một giảng viên của ngành Economics, là kinh tế học, của ngành kinh tế học tại trường đại học Caracas, và là một thành viên của Center Social Latino. Ông ấy có cái role là vai trò đấy em. Ông ấy có một cái vai trò important, quan trọng trong việc developing, phát triển cái trade policies. Mình có từ policy là chính sách, trong cái việc phát triển chính sách trade là thương mại đấy em. Trong việc phát triển những cái chính sách thương mại ha. Giữa governments là chính phủ, giữa những cái chính phủ của nhiều nations là quốc gia đấy em. Đất nước hay là quốc gia ha, của nhiều quốc gia Latin American, Mỹ Latin khác nhau, và đã agree là đồng ý để mà share là chia sẻ, insights là cái sự hiểu biết đấy, những cái hiểu biết ha, và đã đồng ý chia sẻ những cái hiểu biết về cái experience, cái kinh nghiệm, trải nghiệm của ông ấy. The event, sự kiện sẽ consist of là bao gồm đấy, bao gồm ha. Sự kiện sẽ bao gồm một cái presentation là bài thuyết trình dài một tiếng đồng hồ, follow được theo sau bởi một cái dinner, một cái bữa ăn tối, và một cái activity là hoạt động. Activity là hoạt động ha. Và một cái hoạt động network có nghĩa là giao lưu hay là tương tác đem.
và một cái hoạt động giao lưu với nhau ha. Vui lòng hãy inform là thông báo. Vui lòng hãy thông báo cho chúng tôi nếu mà bạn dự định attending tham gia bằng cách liên hệ với lại Cindy Arondi tại địa chỉ email này hoặc là gọi đến số điện thoại này. Câu 147 câu em mình có từ field là lĩnh vực ha. Field lĩnh vực. Ở đây có nghĩa là lĩnh vực economics kinh tế học đây. Câu 148 câu B mình có từ lecture là bài diễn thuyết hay là bài thuyết trình ha. Bài diễn thuyết hay là bài thuyết trình. Câu D, mình có từ opportunity là cơ hội. Opportunity là cơ hội ha. Interaction là tương tác đây. Sự tương tác ha. Cơ hội tương tác có nghĩa là cơ hội giao lưu, tương tác với mọi người đó. Ok. Câu 149, câu 150, đây là một cái memo thư báo nội bộ ha. Câu 149, the purpose, mục đích của thư báo là gì? Đối với dạng này thì mình đã đáp án trước số đáp án đầu hoặc đoạn cuối của thư báo em nha. Đáp án trước nào câu A, to report, để báo cáo về những kết quả của doanh số bán hàng gần đây. Câu B, to solicit, để yêu cầu những cái bình luận, ý kiến về một cái sự đề xuất hay là bản đề xuất. Câu C, to announce, để thông báo về một cái sự thay đổi trong chính sách. Câu D, to explain, để giải thích những cái lý do cho việc tăng lương. Rồi mình cùng vào đoạn đầu của thư báo trước để xem nó nói về việc gì em nhé. Rồi cùng đọc nào. Đây là cái thư báo gửi đến cho tất cả nhân viên bán hàng ha. Gửi từ Director, giám đốc của bộ phận nhân sự. Chủ đề là Bonus Scheme, kế hoạch thưởng, ngày gửi nè em. Before anything else, có nghĩa là trước hết em. Trước hết tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì đã cung cấp cái feedback, cái phản hồi, cái ý kiến về cái policy, cái chính sách compensation, bồi thường đền bù của công ty. After discussing, sau khi mà thảo luận những cái sự đề xuất của các bạn trong một loạt những cái cuộc họp của ban quản lý, thì vào tuần vừa rồi á, ban quản lý đã thống nhất, đã đồng ý rằng những nhân viên, những ai mà bán trong khoảng từ 100 đến 250 sản phẩm sẽ be entitled, sẽ được quyền nhận một cái hoa hồng cao hơn là 3% theo cái mức lương căn bản của họ. Vậy thì đoạn này đang nói về việc gì vậy em? Đoạn này đang nói về việc là những cái nhân viên có đưa đề xuất cho ban quản lý phải không nào? Và ban quản lý đã họp và thống nhất đồng ý rằng á, là những nhân viên sẽ nhận được hoa hồng cao hơn là 3%. Nếu họ bán được từ 100 đến 250 sản phẩm. Nếu mà chưa rõ đây thì em đọc thêm cái đoạn cuối nữa thử xem nha. Đoạn cuối, ở đây có từ changes là thay đổi nè. Nó giống với đáp án câu C, phải không? Em đọc thử câu này luôn nha. These changes, những cái sự thay đổi này á, sẽ được tiến hành, sẽ được thực thi bắt đầu từ ngày 1 tháng 6. Và đáp án chắc chắn là câu gì rồi em? Câu C, phải không nào? Mục đích của thông báo là để thông báo về một cái sự thay đổi trong chính sách. Và cái sự thay đổi ở đây chính là cái việc mà ban quản lý đã đồng ý cho những nhân viên, những ai mà bán từ 100 đến 250 sản phẩm sẽ được quyền nhận hoa hồng cao hơn là 3% trên mức lương căn bản của họ ha. Ok. Còn câu A á, là báo cáo về những kết quả doanh số bán hàng gần đây là không thấy nhắc tới doanh số bán hàng gì cả, phải không nào? Câu B là solicit, yêu cầu những cái bình luận ý kiến về một cái sự đề xuất, đâu có yêu cầu bình luận nữa đâu, phải không? Rồi tiếp câu D, để giải thích lý do cho việc tăng lương, không hề nhắc đến việc tăng lương em, chỉ có nói là nhận được hoa hồng, bán hàng cao hơn thôi, chứ không có nói đến tăng lương, phải không nào? Vậy đáp án chắc chắn là câu C rồi ha. Ok. Câu 150, điều gì không được mention, đề cập nhắc đến về nhân viên bán hàng? Đây là dạng câu hỏi loại trừ mình đọc về từng đáp án em nha, câu A trước. Họ cần bán được at least, ít nhất là 100 units một tháng để nhận được tiền thưởng hoa hồng. Vậy từ khóa chính là at least và 100 units form nào? Em dò xem có không? Ở đây có 100 units nè em, nhưng câu này lúc nãy mình dò rồi. Nó không có thông tin giống với câu A, phải không? Vậy mình dò tiếp em xem có chỗ nào nói đến 100 units nữa hay không? Ở đây form nào? Có 100 units nè, và có từ minimum là tối thiểu, nó bằng với từ at least em. Là con này thử nha. Remember, hãy nhớ rằng những ai mà không có meet, đáp ứng được cái số lượng tối thiểu là 100 units thì sẽ không nhận được tiền hoa hồng. Vậy câu ai có đề cập có nhắc đến, phải không nào? Tiếp câu B nha. Họ sẽ undergo, trải qua performance evaluation, là cái đợt đánh giá, cái sự đánh giá về hiệu suất làm việc vào tháng 6. Vậy từ khóa chính là performance evaluation và June, phải không nào? Rồi em giờ xem có không? Giờ tiếp ha. Câu này không có, phải không nào? Tiếp theo. Không có, tiếp theo. Cũng không có. Câu này cũng không có, phải không nào? Tiếp theo. Không có. Câu này. Ở đây có từ June nè, đọc câu này thử nha. These changes, những cái sự thay đổi này á, sẽ được implement, thực thi, thực hiện bắt đầu từ ngày 1 tháng 6. Không có nói gì đến performance evaluation cả, phải không nào? Câu cuối cũng không có luôn em. Vậy câu B là không thấy nhắc tới, không thấy đề cập. Rất có thể đáp án là câu B, nhưng để chắc hơn thì mình vào câu C và câu D tiếp nha. Câu C đi em. Họ phải consistently là luôn luôn hay là liên tục ha. Họ phải liên tục achieve, đạt được doanh số bán hàng cao để mà nhận được cái sự tăng lương. Vậy từ khóa chính là salary increase, phải không nào? Rồi em vào xem có không.
Ở đây có từ increase và salary nè, đọc con này thử nha. In addition, thêm vào đó thì nhân viên những ai mà consistently liên tục achieve đạt được doanh số bán hàng là trên 500 units mỗi tháng thì sẽ nhận được cái sự tăng lương sau 6 tháng. Vậy là câu C có đề cập luôn phải không nào? Tiếp nha câu D. Họ đã đưa một số cái feedback, phản hồi ý kiến cho ban quản lý. Có phải không nào? Câu này lúc nãy mình dò đoạn đầu rồi. Vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu B là không thể nhắc tới, không thể đề cập ha. Ok. Sẽ cùng nhau hệ thống lại những từ được highlight trong bài này các em nha. Đây là cái thư báo nội bộ của công ty High Tower Electronics gửi đến cho tất cả sales staff là nhân viên bán hàng đấy em. Mình có từ staff là nhân viên ha. Gửi từ Lisa McDaniel là giám đốc nhân sự đấy em. Mình có từ director là giám đốc, personnel là nhân sự ha. Chủ đề là bonus scheme. Scheme là kế hoạch, bonus là thưởng hay là tiền thưởng. Vậy bonus scheme là kế hoạch thưởng. Ngày gửi là ngày 4 tháng 5. Before anything else là đầu tiên, trước tiên hay là trước hết em? Trước tiên tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì đã providing. Động từ provide là cung cấp ha. Provide, cung cấp. Vì đã cung cấp feedback là ý kiến phản hồi đấy em. Vì đã cung cấp những cái ý kiến phản hồi cho cái policy, cái chính sách compensation là bồi thường hay là đền bù. Nhưng mà compensation policy là chính sách lương thưởng ha. Về cái chính sách lương thưởng của công ty, sau khi discussing, thảo luận những cái proposal, mình có từ proposal danh từ là sự đề xuất hay là bản đề xuất ha. Sau khi thảo luận những cái sự đề xuất của các bạn trong một loạt những cái meetings, cuộc họp của management là ban quản lý, thì vào tuần trước, ban quản lý đã đồng ý nhất trí rằng những thành viên, nhân viên, những ai mà bán được 100-250 sản phẩm sẽ be entitled, là được quyền đem, sẽ được quyền nhận được cái commission là tiền hoa hồng ha. Commission là tiền hoa hồng, ngoài ra nó còn có nghĩa là nhiệm vụ nè. Nhưng mà trong ngành này có nghĩa là tiền hoa hồng ha. Sẽ nhận được một cái mức tiền hoa hồng cao hơn là 3% dựa trên cái salary là cái mức lương nè. Basic là căn bản của họ. Của lúc đó thì những ai mà bán được từ 250 đến 500 sản phẩm sẽ nhận được 8% commission, tiền hoa hồng. Và những ai mà bán được trên 500 sản phẩm á, nhận được 11%. In addition, thêm vào đó, nhân viên những ai mà consistently là liên tục hay là luôn luôn đấy. Những ai mà liên tục, luôn luôn ha. Những ai mà liên tục achieve đạt được doanh số trên 500 sản phẩm một tháng thì sẽ nhận được increase, sự gia tăng ở trong cái salary là cái mức lương của họ, có nghĩa là sự nhận được cái sự tăng lương đấy. Permanent có nghĩa là cố định, lâu dài hay là vĩnh viễn ha. Permanent, cố định, lâu dài hoặc là vĩnh viễn. Nó trái nghĩa với từ temporary, rất hay gặp, có nghĩa là tạm thời đấy. Temporary là tạm thời ha. Còn permanent là lâu dài, vĩnh viễn hay là cố định. Sẽ nhận được một cái mức tăng lương cố định sau 6 tháng. Những cái sự thay đổi này á, sẽ được implement. Mình có từ implement là thực thi hay là thực hiện ha. Sẽ được thực thi, thực hiện bắt đầu từ ngày 1 tháng 6. Remember, hãy nhớ rằng những ai mà không có meet là đáp ứng đem, không đáp ứng được cái mức tối thiểu là 100 units, 100 sản phẩm thì sẽ không nhận được commission là tiền hoa hồng. Câu 149, câu B mình có từ solicit, có nghĩa là yêu cầu ha. Solicit, yêu cầu. Câu 150, câu A mình có từ at least là ít nhất đem. Ít nhất là tối thiểu ha, ít nhất. Ít nhất. Rồi câu B mình có từ undergo, động từ là trải qua đây. Tiếp theo mình có từ performance evaluation. Evaluation là sự đánh giá ha. Performance là sự biểu hiện hay là sự thể hiện trong công việc. Vậy performance evaluation là sự đánh giá về hiệu suất làm việc đây. Ok. Câu 151 đến câu 152, đây là một cái chuỗi tin nhắn ha. Câu 151, điều gì được nói về Mr. Fredericks? Về từ khóa chính là cái tên riêng này phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Ông ấy sẽ không có ở nhà khi mà cái vị khách hàng ghé đến căn hộ của ông ấy. Cô B. Ông ấy đang tìm kiếm ai đó để mà dọn dẹp regular, thường xuyên, residence của ông ấy. Cô C. Ông ấy sẽ nhờ housekeeper, một nhân viên dọn dẹp nhà đó, đến căn hộ của ông ấy sau 5 giờ chiều. Cô D. Ông ấy sẽ chuyển chỗ đến một cái địa chỉ khác vào cuối tháng tới. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem Mr. Fredericks đang ở vị trí nào em nhé. Kể từ đầu luôn nào.
Sở đây Phong nào, Fredericks chính là người đang nhắn tin với lại Melinda ha. Có lời tư mình vào từ đầu luôn em nhé. Melinda nói rằng, tôi có một client, một vị khách hàng người mà muốn xem cái căn hộ của bạn vào trưa hôm nay, điều này thì có thể hay không, có được hay không? Fredericks nói rằng, tôi chỉ rảnh vào tối hôm nay hoặc là chiều tối mai thì cũng được. Hoặc bạn có thể dẫn khách hàng của bạn đi xem cái không gian căn hộ mà không có tôi. Chưa có thông tin để chờ đáp án, Phong nào đọc tiếp nha. Melinda nói rằng, tôi biết rằng là ông ấy bận sau 5 giờ, có nghĩa là Melinda biết rằng là vị khách thì thường là sau 5 giờ là bận, sẽ không có đi tham quan được, không có đi xem căn hộ được ha. Nhưng mà hãy để tôi xem liệu rằng ông ấy có rảnh vào ngày mai hay không. Ông ấy dường như rất là quan tâm đến cái việc thuê căn hộ này. Sau khi mà ông ấy went over, xem xét cái plan, cái bản kế hoạch hay là cái sơ đồ chi tiết của căn hộ. Chờ được bạn Lương Phong nào đọc tiếp nha. Felix nói rằng, ồ thật vậy à, thật là một tin tốt. Tôi hy vọng rằng là ông ấy muốn nhận nó, muốn thuê nó, bởi vì tôi cần phải chuyển đến nơi mới của tôi trước đầu tháng tới. Melinda nói rằng, just spoke with him, tôi vừa mới nói chuyện với ông ấy qua điện thoại. Cái chuyến ghé đến để mà xem cái căn hộ đó thì được sắp xếp là 10 giờ sáng ngày mai. Vậy thì em xem nè, khách hàng sẽ ghé đến xem cái căn hộ vào 10 giờ sáng mai. Mà 10 giờ sáng mai đó thì Frederick sai, không có rảnh, phòng nào và không có ở nhà. Vậy chắc chắn là Miss Melinda sẽ dẫn vị khách đi tham quan mà không có Frederick, phòng nào. Vậy đáp án là câu nào vậy? À, câu A ha, là Mr. Frederick sẽ không có ở nhà khi mà vị khách hàng ghé đến căn hộ của ông ấy. Ok. Câu 152, vào lúc 9:56 thì Miss Carmichael có ý là gì khi bà ấy viết? Tôi biết rằng là ông ấy bận sau 5 giờ, câu nói mình đọc rồi phải không em? Có nghĩa là vị khách hàng sau 5 giờ là sẽ bận. Rồi bây giờ mình cùng giờ đáp án xem đáp án là câu nào nha. Câu A, cô ấy sẽ lên kế hoạch để mà gặp một vị khách hàng sớm hơn vào cái ngày đó. Không phải phải không nào cô Bi? Bà ấy sẽ dẫn đi xem một cái căn hộ khác sau 5 giờ, cũng không phải luôn cô Si. Bà ấy certain, chắc chắn rằng là vị khách hàng unavailable, không có rảnh vào buổi chiều tối. Đáp án là cô Si, phải không nào? Sau 5 giờ là chiều tối đây. Ok, sẽ cùng hệ thống lại những từ rất quan trọng trong bài này các em nhé. Đầu tiên mà Linda nói rằng, tôi có client là khách hàng đây. Client, khách hàng. Tôi có một vị khách hàng người mà muốn xem qua cái apartment là căn hộ ha. Người muốn xem căn hộ của bạn vào trưa hôm nay, điều này có thể hay không, có được hay không? Frederick nói rằng, tôi chỉ rảnh vào tối hôm nay, nếu mà không thì chiều tối mai cũng được, hoặc là bạn có thể dẫn vị khách hàng của bạn đến xem căn hộ mà không có tôi. Melinda nói rằng, tôi biết rằng ông ấy sẽ bận sau 5 giờ, nhưng để tôi hỏi xem là ông ấy có rảnh vào ngày mai hay không. Ông ấy seem là dường như đấy. Ông ấy dường như rất quan tâm đến việc renting, mình có từ rent là thuê ha, đến việc thuê căn hộ này. Sau khi mà ông ấy went over, có nghĩa là go over đây, là xem kỹ lưỡng hay là xem xét ha. Sau khi mà ông ấy đã xem xét cái sơ đồ chi tiết của cái tầng hay là của cái căn hộ, Felix nói rằng, thật vậy à, thật là một tin tốt, tôi hy vọng rằng là ông ấy muốn thuê nó, bởi vì tôi cần phải chuyển đến cái nơi mới của tôi trước đầu tháng tới. Melinda nói rằng, tôi vừa mới nói chuyện với ông ấy qua điện thoại. Cái việc kế đến để mà tham quan, để mà xem cái căn hộ đó, được sắp xếp là 10 giờ sáng mai. Ông ấy cũng muốn take a look around, xem qua một vòng cái tòa nhà này. Felix nói rằng, thật là tốt, tôi sẽ leave, mình có từ leave là rời khỏi hay là bỏ lại, để lại đi em. Ở đây có nghĩa là để lại ha. Tôi sẽ để lại cái chìa khóa cửa tại front desk, tại quầy lễ tân như lần trước. Bạn có thể gọi cho tôi vào tối ngày mai sau 6 giờ để cho tôi biết là mọi việc nó tiến triển như thế nào, nó diễn ra như thế nào. Melinda nói rằng, of course, tất nhiên rồi, tôi sẽ gọi cho bạn. Nếu ông ấy sẵn lòng sign là ký kết đem contract là hợp đồng, nếu ông ấy sẵn lòng ký hợp đồng thì tôi sẽ gửi cho bạn một cái tin nhắn right away, là ngay lập tức. Câu 151, câu B, mình có từ residence là nhà ở đây. Residence là nhà ở ha. On basic là dựa trên nguyên tắc gì ha? Regular là thường xuyên đều đặn. Vậy câu B có nghĩa là ông ấy đang tìm kiếm một ai đó để mà lau dọn thường xuyên đều đặn ngôi nhà của ông ấy. Câu D mình có từ relocate là thay đổi địa điểm hay là chuyển chỗ đây. Câu C mình có từ housekeeper có nghĩa là người hay là nhân viên lau dọn nhà cửa ha. Câu 152, câu D mình có từ accommodate là thay đổi cho phù hợp với cái gì? Thay đổi hay là điều chỉnh cho phù hợp ha. Thay đổi hoặc là điều chỉnh cho phù hợp, hoặc có nghĩa là đáp ứng nè. Quay lại câu đi nha, là cô ấy sẵn sàng thay đổi điều chỉnh cho phù hợp với lịch trình của Mr. Fredericks. Ok. Câu 153 đến câu 155, đây là một cái article, bài báo ha.
Có 153. Điều gì đúng về cái auction, cái buổi bán đấu giá? Về từ khóa chính là auction form nào sẽ bán trước nha con A. Đây là lần đầu tiên nó được tổ chức. Cô B, nó là một cái buổi bán đấu giá lớn nhất ở trong vùng. Cô C, nó sẽ có nhiều cái món đồ, cái mẫu vật quan trọng. Cô D, nó sẽ được tổ chức bởi một số collectors, những người sưu tầm. Rồi bây giờ mình sẽ cùng giải xem từ khóa là auction đang ở vị trí nào em nhé. Các đầu tiên mình giờ từ đầu luôn ha. Trên tựa đề đã có từ auction form nào cùng đọc ha. Buổi bán đấu giá nghệ thuật Landmark diễn ra trở lại lần thứ 25. Collectors, những người sưu tầm ở địa phương, eager, rất là háo hức để mà sở hữu được một cái piece, một cái món đồ, một cái tác phẩm quan trọng. Trong số những cái tác phẩm nghệ thuật mang tính lịch sử, sẽ có nhiều opportunities, cơ hội trong cái buổi bán đấu giá nghệ thuật Hartford hàng năm và năm nay. Vậy có nghĩa là trong cái buổi bán đấu giá này nè em, sẽ có chứa những cái tác phẩm mà quan trọng, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em hả? À, câu C phải không? Nó sẽ có nhiều những cái món đồ, những cái tác phẩm quan trọng. Đáp án là câu C ha. Ok. Câu 154. Điều gì không được chỉ ra, không được nói đến về Dorothy Stone? Về từ khóa chính là cái tên riêng này phải không nào? Đây là dạng câu hỏi loại trừ mình đọc về từng đáp án em nha câu A. Cô ấy đã produce, sản xuất ra, tạo ra được nhiều cái paintings, cái bức tranh, bức họa trong cuộc đời của cô ấy. Có nghĩa là trong cuộc đời cô ấy đã tạo ra được, đã vẽ được nhiều cái bức tranh, bức họa ha. Rồi mình giật tiếp xem có nói như vậy hay không em nha. Ở đây có từ Dorothy Stone, em đọc câu này thử nha. Celebrating để mà tổ chức chúc mừng cho cái năm lần thứ 25 của nó. Thì organizers, những nhà tổ chức của cái sự kiện năm nay á, đã thu thập một cái bộ sưu tập những cái tác phẩm nghệ thuật remarkable, xuất sắc, đặc biệt hay là đáng chú ý. Mà nó bao gồm những cái tác phẩm bởi những người sống trong vùng là Patricia Irwin, Robert Walcott và Dorothy Stone. The three painters, ba người họa sĩ này. Vậy có nghĩa là Dorothy Stone là họa sĩ, phải không? Là những người rất là productive trong suốt cái careers, cái sự nghiệp của họ. Productive có nghĩa là làm việc có hiệu quả, có năng suất, đem là làm được nhiều đó. Một người họa sĩ mà làm được nhiều trong cái sự nghiệp của họ, có nghĩa là họ đã tạo ra được nhiều cái bức tranh, bức họa, họ vẽ được nhiều cái bức tranh, bức họa trong cái sự nghiệp của họ, phải không nào? Vậy câu A, cô ấy đã tạo ra được nhiều cái bức tranh, bức họa trong cuộc đời của cô ấy là đúng ha. Rồi tiếp câu B, cô ấy được dự đoán á, là sẽ một mình kiếm được 1 triệu đô. Vậy từ khóa chính là 1 triệu đô, phải không nào? Rồi em giờ xem có không. Giờ tiếp nha. Không có phải không nào? Đằng bên này đi em. Ở đây có 1 triệu đô nè. Đọc con này thử em nha. George Luckett, cái người mà curating, đang phụ trách cái buổi bán đấu giá năm nay á, đã có được 18 cái tác phẩm bởi những người họa sĩ và mong đợi rằng chúng sẽ mang lại hơn 1 triệu đô. Đâu có nói gì đến việc là Dorothy Stone sẽ kiếm được 1 triệu đô đâu phải không nào? Em giờ tiếp cái phần còn lại xem có nói gì đến 1 triệu đô nữa hay không. Không có phải không? Vậy tạm thời câu B là không thấy nói nè. Rất có thể đáp án là câu B ha. Nhưng để chắc hơn thì mình giờ tiếp câu C và câu D nha em. Câu C là gì? Cô ấy đã từng sống ở Paris cùng với một số người đồng nghiệp. Vậy từ khóa chính là Paris phải không nào? Rồi em giờ xem có không. Lúc nãy mình thấy đây, đây nè. Paris, đọc câu này thử nha. Là, đọc lại từ đầu luôn. The three painters, ba người họa sĩ này là Patricia, Robert và Dorothy Stone á, là những người rất là productive trong suốt cái sự nghiệp của họ, đạt được cái sự nổi tiếng vào cuối năm 30 tuổi. Và khi mà họ sống cùng với nhau trong một cái apartment, cái căn hộ ở Paris. Vậy có nghĩa là Dorothy Stone đã sống ở Paris trong một cái căn hộ cùng với hai người họa sĩ còn lại là Patricia và Robert, phải không nào? Vậy câu C là cô ấy đã từng sống ở Paris với lại một số người đồng nghiệp là đúng ha. Tiếp câu D, cô ấy đã tạo ra cái bức họa, cái bức tranh với cái estimate, cái ước tính có giá trị cao nhất. Vậy từ khóa chính là highest value estimate, phải không nào? Rồi anh nhà xem có không. Giờ tiếp ha. Ở đây form nào có từ highest estimate value nè, đọc con này thử em nha. However, tuy nhiên, oil painting, cái bức tranh, bức họa sơn dầu, cái bức tranh sơn dầu của Stone. Stone ở đây chính là Dorothy. Stone ở đây chính là Dorothy Stone, phải không nào? Cái bức tranh sơn dầu của Stone á, có tựa đề là White Mountain, là cái bức họa, cái bức tranh mà có được cái giá trị được ước tính là cao nhất. Vậy câu D là có nói đến luôn, phải không em? Vậy đáp án chắc chắn là câu gì rồi? À, câu B ha, ok. Câu 155, điều gì được nói về cái Foundation for Creative Arts, về từ khóa chính là cái tên riêng này phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Nó đã được bắt đầu khởi xướng bởi Miss Irwin và những người đồng nghiệp của cô ấy. Câu B, nó cung cấp những cái dụng cụ, đồ dùng về mỹ thuật cho họa sĩ địa phương. Câu C,
Nó shares, chia sẻ một cái văn phòng với những người chủ của cái phòng triển lãm này. Có nghĩa là nó sử dụng chung, nó dùng chung cái văn phòng với lại những người chủ của phòng triển lãm này ha, cô đi. Nó đã có được lợi financially về mặt tài chính. Có nghĩa là nó có được tiền đem từ những đợt bán tại những cái auctions, những cái buổi bán đấu giá trong quá khứ, là những cái buổi bán đấu giá trước đây đó. Sau đây mình sẽ cùng dò xem cái từ khóa là Foundation for Creative Arts nằm ở vị trí nào em nha. Câu cuối rồi mình vào đoạn cuối luôn ha. Ở đây form nào? Đọc câu này thử em nha. As before, như là trước đây á, thì a portion, một phần của cái proceed là số tiền thu được từ việc bán cái gì đó thôi. Quy dịch lại nha, như là trước đây thì một phần của số tiền thu được từ việc bán sẽ được donated, quyên tặng cho cái quỹ Foundation for Creative Arts. Ok, vậy thì em xem là as before, như là trước đây, thì một phần của số tiền thu được từ việc bán sẽ được quyên tặng cho cái foundation này. Có nghĩa là trước đây cái foundation này cũng nhận được tiền, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy? Là câu D ha, ok. Sẽ cùng nhau hệ thống lại những từ rất quan trọng trong bài này các em nhé. Đầu tiên mình có từ auction, có nghĩa là buổi bán đấu giá ha. Buổi bán đấu giá nghệ thuật Landmark sẽ diễn ra trở lại lần thứ 25. Collectors là những người sưu tầm hay là những người thu thập đem, những người sưu tầm ở địa phương, những ai mà eager là háo hức ha. Để mà own, đậm từ own là sở hữu. Những người sưu tầm ở địa phương, những ai mà đang háo hức sở hữu một cái tác phẩm quan trọng. Trong số những cái tác phẩm nghệ thuật mang tính lịch sử sẽ có plenty of là nhiều đem, sẽ có nhiều cái opportunities là cơ hội tại cái auction, cái buổi bán đấu giá nghệ thuật Hartford hàng năm vào năm nay. Celebrating, đậm từ celebrate là tổ chức chúc mừng ha. Để mà tổ chức chúc mừng cho cái năm lần thứ 25 của nó, thì organizers là những người tổ chức đem cái sự kiện năm nay đã gather là thu thập ha, đã thu thập được một cái bộ sưu tập những cái tác phẩm nghệ thuật remarkable là đặc biệt xuất sắc hay là đáng chú ý á. Đã thu thập được một cái bộ sưu tập những cái tác phẩm nghệ thuật đặc biệt xuất sắc đáng chú ý, mà nó includes, bao gồm những cái tác phẩm bởi những cái người họa sĩ ở trong vùng ở địa phương là Patricia Irwin, Robert Walcott và Dorothy Stone. Ba người họa sĩ này là những người rất là productive. Mình có từ productive có nghĩa là làm việc có năng suất, có hiệu quả, làm được nhiều đêm. Vậy thì họa sĩ là những người mà tạo ra được, những người mà productive là những người tạo ra được, vẽ ra được nhiều cái bức tranh, bức họa ha. Ok, quay lại chỗ này. Ba người họa sĩ này, những người mà đã tạo ra được rất là nhiều cái bức tranh, bức họa throughout, trong suốt cái career. Mình có từ career là sự nghiệp đây. Trong suốt sự nghiệp của họ, đã achieve là đạt được ha, đã đạt được cái fame. Mình có từ fame là danh từ của từ famous. Famous là nổi tiếng, fame là sự nổi tiếng hay là danh tiếng ha. Đã đạt được cái danh tiếng, cái sự nổi tiếng ở cuối độ tuổi 30, khi mà họ sống cùng với nhau trong một cái apartment là căn hộ ở Paris và immerse themselves into. Mình có từ immerse into là mãi mê, đắm chìm vào cái gì hoặc là tham gia vào cái gì ha. Và đã tham gia vào một cái cộng đồng nghệ thuật địa phương. However, tuy nhiên, những cái fan hâm mộ, những người hâm mộ Mỹ á, thì rất là yêu thích những cái bức tranh ban đầu, ở lúc đầu của cái nhóm này, về cái scene là những cái phong cảnh, những cái cảnh quan nên, về những cái cảnh quan phong cảnh từ khắp nơi ở vùng Đông Bắc Mỹ. Chuck Luckett, người mà đang curating, mà cái động từ curate là phụ trách đây. Curate, động từ là phụ trách ha. Người mà đang phụ trách cái auction, cái buổi bán đấu giá trong năm nay á, đã secure, động từ là có được ha. Đã có được 18 cái tác phẩm bởi những người họa sĩ này và dự đoán và mong đợi rằng chúng sẽ bring in. Mình có từ bring in có nghĩa là kiếm được hay là thu được ha. Bring in, kiếm được hay là thu được. Và mong đợi rằng chúng sẽ kiếm được, thu được. In total là tổng cộng đem, tổng cộng là hơn 1 triệu đô. Favorites, những cái tác phẩm được yêu thích thì bao gồm Fisher's Island Sound của họa sĩ Walcott và Sabaco Lake của họa sĩ Irwin. However, tuy nhiên, cái bức tranh sơn dầu của Stone á, entitled, được đặt tựa đề, mình có từ entitled được đặt tựa đề ha, được đặt tựa đề là White Mountain, là cái tác phẩm mà có được cái value, là cái giá trị đem, estimate, được ước tính ha, có được cái giá trị ước tính là cao nhất và được dự đoán là sẽ fetch, mình có từ fetch là đem về hay bán được ha,
fetch đem về hay là bán được. Và được dự đoán là sẽ mang về bán được 120.000 đô. The auction, cái buổi đấu giá này sẽ bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều vào ngày thứ Bảy, ngày 14 tháng 7 tại cái phòng triển lãm Farmington Gallery, mới được refurbished, mà cái từ refurbished là tân trang nè, mới được tân trang cải tiến ha, tân trang, refurbished tân trang. Rồi, as before, như là trước đây thì một phần của cái proceed, mình có từ proceed, từ này vừa là động từ vừa là danh từ, động từ là xúc tiến hay là tiến hành, còn danh từ có nghĩa là số tiền thu được từ việc bán gì đó đây. Số tiền thu được từ việc bán cái gì ha? Và cái này là danh từ đấy, em cứ dịch lại chỗ này nha. As before, như là trước đây thì một phần của cái số tiền thu được từ việc bán sẽ được donate, là quyên tặng hay là quyên góp em, sẽ được quyên tặng quyên góp cho cái foundation, là cái quỹ, cho cái quỹ nghệ thuật hay là mỹ thuật sáng tạo ha. Promoting, để mà khuyến khích. Endeavor là sự nỗ lực đấy, sự nỗ lực hay là cố gắng ha, để mà khuyến khích những cái sự nỗ lực cố gắng ở những cái thanh thiếu niên cho đất nước. Để mà biết thông tin thì hãy liên hệ với những người tổ chức tại số điện thoại này. Câu 153, câu C mình có từ feature. Feature động từ có nghĩa là có, danh từ là đặc điểm hay là tính năng ha. Còn động từ là có, vậy câu C là nó sẽ có rất là nhiều những cái tác phẩm quan trọng. Câu 154, câu C mình có từ colleague là gì em? Đồng nghiệp, gặp rất nhiều rồi ha. Colleague, đồng nghiệp. Câu 155, câu D mình có từ financial, có nghĩa là tài chính nè. Financial là tài chính, thuộc về tài chính. Danh từ là finance là tài chính, còn financial là tính từ, là thuộc về tài chính. Financially là trạng từ ha. Ok, vậy câu D là nó có được lợi nhuận về mặt tài chính, có nghĩa là nó có được tiền nè, từ những cái đợt bán hàng tại những cái auctions, những cái buổi bán đấu giá trong quá khứ, là những cái buổi bán đấu giá trước đây á. Ok, câu 156 đến câu 157 thì là một cái email ha. Câu 156, Mr. Maddox rất có thể là ai? Phải từ khóa chính là cái tên riêng này, form nào? Sẽ bản tiếng nghe câu A, Director, giám đốc của một bộ phận phòng ban. Câu B, Investor, một nhà đầu tư. Câu C, một người lên kế hoạch sự kiện. Câu D, Employee, nhân viên của bộ phận quảng cáo. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem Mr. Maddox đang ở vị trí nào em nhé. Câu đầu tiên mình dò từ đầu luôn ha. Ở đây form nào? Mr. Maddox chính là người nhận cái email này ha. Người gửi email là Wilmer, mà Wilmer là ai em xem cái phần ký tên thử nha. Wilmer chính là giám đốc của một cái bộ phận phòng ban phải không nào? Email này là về cái chủ đề reminder, nhắc nhở cái việc ra mắt sản phẩm mới. Ngày gửi nè, là từ đầu luôn nha. Tôi chỉ muốn gửi một cái reminder, một cái nhắc nhở liên quan đến cái việc ra mắt sản phẩm mới của chúng ta vào tuần tới. Tất cả những thành viên của bộ phận quảng cáo đó sẽ được yêu cầu tham dự một trong những cái sự kiện sau và hỗ trợ cái nơi mà cần. Vậy đây là những cái sự kiện mà những thành viên nhân viên của bộ phận quảng cáo sẽ cần tham dự và hỗ trợ phải không nào? Vậy chắc chắn cái email này là do trưởng bộ phận quảng cáo gửi đến cho nhân viên của bộ phận quảng cáo phải không nào? Vậy thì Barry Maddox chính là ai vậy em? Cậu đi phải không em? Là nhân viên của bộ phận quảng cáo ha. Đáp án là cậu đi. Câu 157, điều gì được chỉ ra được nói về những cái sự kiện sắp tới? Vậy từ khóa chính là upcoming events phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. They will all, tất cả chúng sẽ take place, diễn ra vào cùng một ngày. Câu B, chúng sẽ được tổ chức bởi một cái công ty marketing. Câu C, chúng thì bao gồm một cái presentation, một cái bài thuyết trình tại văn phòng chính của Ableton. Câu D, chúng sẽ được chi trả, được thanh toán bởi một client, khách hàng của công ty. Sau đây mình sẽ cùng dò xem cái bài này nói gì về những cái sự kiện sắp tới em nhé. Những sự kiện sắp tới là đoạn này phải không nào? Sẽ cùng đọc em nha. Trước tiên là ngày diễn ra, thì nó diễn ra vào ngày 4 và ngày 5 tháng 4 nè em. Về mình loại câu A phải không nào? Câu A nói là tất cả chúng sẽ diễn ra cùng một ngày là sai. Rồi tiếp đi em. Sự kiện ngày 4 tháng 4 lúc 10:30 sáng là một cái bài thuyết trình, có một cái presentation, một cái bài thuyết trình em. Có một cái đáp án là bài thuyết trình là câu nào? Câu C, em đọc lại câu C nha. Chúng bao gồm một cái presentation, một cái bài thuyết trình tại văn phòng chính. Ở đây có nói gì đến văn phòng chính không em? Không có phải không nào? Em dò tiếp xem có bài thuyết trình nào nữa không? Đây, 5 tháng 4, 10 giờ sáng có một cái presentation, một cái bài thuyết trình về chiến dịch quảng cáo tại headquarters, là trụ sở chính em, tại trụ sở chính của Ableton nè. Ok, vậy câu C nó nói là chúng bao gồm một cái bài thuyết trình tại văn phòng chính của Ableton là đúng phải không nào? Vậy đáp án là câu C ha. Ok, sẽ cùng nhau hệ thống là những từ rất quan trọng trong bài này game nhé. Đây là cái email gửi đến cho Barry Maddox, gửi từ Wilmer, chủ đề là launch reminder. Mà cái từ reminder là danh từ của động từ remind.
Remind, động từ là nhắc nhở. Danh từ reminder là sự nhắc nhở hay là thông báo nhắc nhở ha. Mình có từ launch, có nghĩa là tung ra hay là ra mắt cái gì đó lần đầu tiên. Vậy cái chủ đề của email chính là cái thông báo nhắc nhở về việc ra mắt một cái sản phẩm mới ha. Ngày gửi là ngày 28 tháng 3. Tôi chỉ muốn send out, gửi một cái reminder, một cái thông báo nhắc nhở. Regarding là liên quan tới đây. Liên quan tới cái product launch, cái việc ra mắt một cái sản phẩm mới của chúng ta vào tuần tới. Tất cả những thành viên của department, mình có từ department là bộ phận hay là phòng ban ha. Tất cả những thành viên của bộ phận quảng cáo đó thì sẽ được require là được yêu cầu để mà attend, tham dự một trong những cái sự kiện sau. Và assist là hỗ trợ hay là giúp đỡ đây. Assist, hỗ trợ hay là giúp đỡ ha. Và hỗ trợ cái nơi mà cần. Sự kiện đầu tiên là ngày 4 tháng 4 diễn ra vào lúc 10 giờ 30 sáng. Là một cái presentation, là bài thuyết trình em. Một cái bài thuyết trình về cái beverage line. Mình có từ line là dòng, dòng sản phẩm đó ha. Beverage là thức uống. Beverage là thức uống ha. Vậy beverage line là cái dòng sản phẩm về thức uống juiciness tại cái siêu thị Cold Supermarket. Sự kiện thứ hai là ngày 4 tháng 4 diễn ra vào lúc 7 giờ 30 tối. Là một cái reception. Mình có từ reception là một cái tiệc chiêu đãi đây. Một cái bữa tiệc chiêu đãi gala tại khách sạn Newcraft Hotel. Sự kiện thứ ba là ngày 5 tháng 4 vào lúc 10 giờ sáng. Là một cái presentation, một cái bài thuyết trình về cái campaign là chiến dịch đây. Campaign là chiến dịch ha. Promotional có ba nghĩa. Thứ nhất là thăng tiến, thứ hai là quảng cáo, thứ ba là khuyến mãi. Và ở đây có nghĩa là quảng cáo đây. Bài thuyết trình về cái chiến dịch quảng cáo tại headquarters là trụ sở chính ha. Corporate là thuộc về công ty đây. Tại trụ sở chính của công ty, của cái manufacturers là nhà sản xuất ha. Tại trụ sở chính công ty của nhà sản xuất Appleton. Sự kiện cuối cùng là ngày 5 tháng 4 diễn ra vào lúc 7 giờ tối. Là một cái banquet, là một cái bữa tiệc lớn em. Một cái bữa tiệc của investor là những nhà đầu tư ha. Một cái presentation, một cái bài thuyết trình về chiến lược quảng cáo tại khách sạn Newcraft Hotel. Vui lòng hãy inform là thông báo đem. Vui lòng hãy thông báo cho trưởng nhóm của bạn về hai cái mà bạn thích nhất cho cái assignments, là cái nhiệm vụ ha. Assignments là nhiệm vụ. Là hai cái nơi, hai cái sự kiện mà bạn thích nhất để thực hiện nhiệm vụ ha. Trước cuối ngày mai, chúng tôi sẽ do our best, là cố gắng hết sức đem. Chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết sức để mà accommodate. Mình có từ accommodate có nghĩa là điều chỉnh cho phù hợp hoặc là đáp ứng ha. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, sẽ làm hết sức để mà điều chỉnh cho phù hợp hay là đáp ứng được những cái sự lựa chọn. Nhưng mà không thể guarantee là đảm bảo hay là bảo đảm nè. Guarantee đảm bảo ha. Nhưng mà không thể đảm bảo rằng là những cái sự lựa chọn của bạn thì sẽ có thể được đáp ứng. Cảm ơn các bạn vì cooperation là sự cộng tác hay là sự hợp tác đem. Cảm ơn vì cái sự hợp tác của các bạn ha. Rồi ký tên Wilmer là director, là giám đốc đem. Departmental là thuộc về bộ phận ha, là giám đốc bộ phận hay là giám đốc phòng ban đó. Ok. Rồi tiếp câu 157. Câu A mình có từ take place là diễn ra hay là xảy ra ha. Take place diễn ra hay là xảy ra. Câu B mình có từ organize, động từ là tổ chức đem. Organize tổ chức ha. Câu B mình có từ form là công ty, nó bằng với từ company. Vậy câu B là nó sẽ được tổ chức bởi một cái công ty marketing từ hôm nào. Rồi tiếp câu C mình có từ main office. Office là văn phòng nè. Main là chính em. Vậy main office là văn phòng chính. Hay nó bằng với từ headquarters là trụ sở chính em. Trụ sở chính, văn phòng chính đó ha. Okay.